Chú chó mềm bé đến nỗi bị đuổi vẫn cố gắng níu kéo ở lại. Không biết đây là lần thứ mấy bạn gấu bị bà ngoại bắt quả tang rồi cưỡng chế ra ngoài rồi nữa. Sau bao lâu ngóng trông em bé thì hôm nay mẹ cũng sinh rồi. Gấu mừng quá trời, sơ hở là chạy vào phòng nhìn em bé. Nhưng bà ngoại không cho vào phòng bà đẻ. Thế là những lần đột nhập lén lút cứ vậy mà bắt đầu. Mỗi lần như thế đều sẽ bị bà ngoại bắt được rồi kéo ra khỏi phòng. Nhìn cảnh ảnh bị áp chế ra ngoài mà cười đau ruột. Rồi xong, trời ơi, trời ơi, cứu tôi, chết tôi, trời ơi. Ghiền em bé quá rồi, ráng bệnh lại chút nào hay chút đó. Vừa bấu vào nền nhà không chịu đi, vừa ngoái đầu lại nhìn em bé như muốn nói: bye bye em bé nha, mai gấu lại lẻn vào tiếp, đừng lo. Hơn mấy tháng qua, kể từ lúc biết mẹ mang em bé, ngày nào gấu cũng nhìn bụng mẹ, vừa tò mò vừa vui mừng, cùng ở bên mẹ suốt thời gian thai kỳ. Giờ đệ tử mới còn nhỏ, chờ em bé lớn thêm xíu nữa, hai đứa tha hồ mà bật nóc nhà, báo bà già nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.